ôm bên cạnh cha mẹ bước sầu lo. Mẹ qua đời con mang thù trăm năm, cha ốm đau hoặc nhiều nơi quê nhà. Cha kinh thầm nuôi mà chúng con sắp thân bận già đi sinh khắp chờ đời. Bà thấy rồi. Không phải đi tù, chỉ xin một lời cha nói lời tha thứ. Thiếu thảo chưa xong tù lao giam mãi không tội, người thân còn thân về tới quê. Cúi chân gục đầu với chi dòng lệ bấm hiếu. Hiếu thảo chưa xong dù lao ra mãi con đời, tuổi thân còn không. Ca lại đi, bà này thấy không? Bà này nghe chưa? Là trước con mất hiếu á, lúc mà cha mẹ còn sống là không nghe mà cha mẹ đã tù về. Bởi anh hiếu mà cha mẹ chưa lên rồi. Lúc còn sống là không nghe, lúc ở tù về cúi chân gục đầu là ghê chi đồng lệ mất hiếu. Vô. Mẹ qua đời con mang tù năm năm. Gì lâu dữ vậy? Cha ốm đau mẹ hai năm cũng chết. Cha kinh thầm nuôi mà không có sớm hơn phần già đi sân thấm chờ đời. Cha ơi chính xin một lời cha nói lời tha thứ. Thiếu thảo chưa xong tù lao giam mãi không ngồi, tội thân còn không nhớ mẹ lắm mẹ con. Tội bên sông lòng con nâng ngờ ngàn đầu, tội thân còn không nhớ mẹ lắm mẹ. À cái này 30 giây à. 30 giây.